Có chuyện gì ở trong này vậy? Gì đây? Ui, ui, gì vậy? Ui, muốn đời vậy? Tay không đánh với kiếm à? Ok. Xin chào anh em, mời anh em quay trở lại với kênh Việt Vũ. Nay tôi lại tiếp tục cái tựa game mà tôi đã mong chờ từ rất lâu, giới thiệu lại với anh em, Cyberpunk 2077. Ở tập trước là tôi đã nhận một cái nhiệm vụ từ một thanh niên tên là Deck. Sau đấy là đi gặp khách hàng là một em tên là cái gì Parker ấy, Ellie Parker thì phải. Và cuối cùng thì đã giúp em ấy làm cái nhiệm vụ điều tra xem là một con chip của một cái tập đoàn gì đấy, có vẻ như con chip chứa thông tin rất là quan trọng, điều tra xem cái vị trí con chip ở đâu và đi ăn trộm về. Thì sau khi mà điều tra ra vị trí con chip ấy, thì em ấy đã đưa ra một cái thỏa thuận đối với tôi, đấy là hãy bỏ qua cái thằng Deck kia đi và hãy làm việc trực tiếp với em ấy, phần thưởng thì sẽ chia đôi. Thành ra là vì là em là một em gái rất là xinh đẹp nên là tôi đã đồng ý. What? Giờ gíp. Làm nhiệm vụ này thì sẽ được một cái áo à. Gọi xe đi. Ok. Đâu xe tôi đâu rồi? Ở đây. Đúng là thế giới trong tương lai khác, xe tự lái luôn. Thực ra bây giờ đã có xe tự lái rồi nhưng mà nó vẫn cần phải có người ngồi bên trên. Tránh đường em ạ. Thằng này cả đầu xe à? Xước hết sơn à? Đi đứng cẩn thận nhá. Ôi, em này sau ót lại còn kiểu gì kia, xong rồi đi lắc này. Em ơi, em muốn thi Ui. Đây là cái thể loại gì đây? Từ xem nào. Tamara Pechenkova. Mãi trưởng ạ, nhìn như con mơ nơ canh ấy. Chào em. Chào em. Ra đây đứng selfie mới sợ chứ. Selfie ở trước cái bức ảnh nhìn dã man con ngan này. Không sao, không sao. Bây giờ tôi phải làm cái chết tiệt gì. Đây có một cái hiện trường vụ án này. Just the guys. Yeah, we'll get it done. Don't worry. Ui. About to kill the suspect. Anh ơi, anh em xin lỗi, em xin lỗi. Đây thằng máy đây. Sáng nào dậy tôi cũng phải ấy à. Cũng phải đi thang máy này. Phải có fast travel các thứ đi chứ nhỉ. Anh em xem tôi chơi mấy tiếng rồi chả thấy đánh nhau bắn nhau gì cả. Tôi cũng đang rất là mong chờ những cái màn hành động mà chưa thấy đâu. Không biết là cái nhiệm vụ tiếp theo gặp thằng Jacky này có đi đánh nhau. Thời đại này rồi mà video frame rate thấp thế. À, hình như là ở đúng ở cái hiện trường vụ án ấy rồi, nhưng mà mình phải nói chuyện với lại mấy thằng cảnh thì phải. Nhưng mà đến gần phát nó đuổi mình đi ngay mà. Có cho nói chuyện đâu. Từ từ tôi thử nói chuyện nhé. Anh ơi, em đứng rất xa rồi, em muốn nói chuyện với anh. Ôi đừng. Ơ kìa. Game đéo gì vậy? Ô, ô, ô.
Ô. Exchanging fire. Ô. Life's crazy. Gì vậy? Nói chung là bây giờ FPS của tôi nó đang khá là ổn định, là 60 FPS. Anh em có thể nhìn ở góc trên bên trái. Một thằng tên là Jotaro Sobo, một thằng điên, đã có những tiền án tiền sự. This is your chance to give this fucker what he deserves and earn a little scratch while you're at it. More on this sicko attached. Don't worry. Mấy thằng này là mấy thằng cảnh vệ. Hình như là mình cứ đến gần cái khu có nhiệm vụ ấy là con kia nó sẽ gọi cho mình để nó nói những cái gì liên quan đến cái nhiệm vụ đấy thì phải. Nó bảo là bây giờ mình có thể đi tiêu diệt một cái thằng tên là cái gì đấy. Tôi không nhớ rõ. What can I get you? Gì đây? Faizo Taro. Đây à? Mấy thằng này à? Từ từ. Ricketter. Tôi hack thằng này nhá. BD này. BD này. 55 này. Open park một sáng. Tôi mỗi lần hack này là mình phải tốn RAM anh em ạ. Mà RAM bây giờ tôi có một, còn có một RAM này. Thế là tôi phải đi nhặt RAM trước à, sau đấy tôi mới hack được à? This time it'll work, Chum. I can feel it in my fucking dick. Có người ở đây thì làm sao mà mình... Từ từ tôi quick save vào nhá. Để tôi xem cơ chế ở cái game này. Anh này đang phê, được rồi. Tôi ném thằng này đây. Đấy nhá, có bạn nhá. Tức là bọn kia nó sẽ không báo động anh em ạ. Nó không báo động mà nó chỉ đi chỗ khác thôi. Rất là nhẹ nhàng. Ô, thanh niên nói tiếng Nhật à? Bây giờ tôi phải làm sao để qua được thằng này nhỉ? Cái RAM kia thì nó sẽ hồi theo thời gian này. Nhưng mà tôi chả hiểu là khi mà tôi ping này thì làm gì? Thanh niên ấy đi vào trong rồi. À, thế là mày chọn cái chết đúng không? Piu 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 piu. Piu piu piu. Piu 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 piu. Uầy, chém bay đầu kìa. Gớm đấy. Ơ. Nó có đồng bọn. Logic boy. Mày. Game hơi kỳ. Hình như thằng kia lúc vừa rồi là nó bắn được cho tôi, nó bắn tôi xuyên tường được hay sao ấy. Thằng kia đã bị hạ chưa nhỉ? Ở đây bị hạ nằm đây rồi đây.
Tôi chưa hiểu cái cơ chế game này lắm. Ví dụ như là tôi muốn vào trong phòng kia, có thằng này đứng canh thì tôi phải làm gì? Tôi thử hack vào cái máy này xem nào. À, hack ở đây thằng kia nó cũng ra này. Bọn kia mặc kệ luôn ạ. Kiểu không phải việc của mình nhé. Ôi, ấn R là có thể ăn được này. Nếu hiểu ăn cái gì. Mấy anh này coi như không có việc gì xảy ra luôn. Xóa phản tái à. Đây, cho vào đây với bạn của nó. Còn ai ở trong đây không? Vừa có thằng nó ở trong đây nó bắn tôi mà. Hostile area này. Cái gì đây? Game này nó có những cái quảng cáo rất bố đời nhé. Bây giờ mình phải... mình đang vào khu vực hostile rồi. Cái camera kia nó đang chiếu, nó có thể nhìn thấy mình kìa. Tôi xem có cách nào để hack nó không. À, 55 1C 55. Hack rồi thì sao? À, mình có thể lên cái ping này để mình biết nó liên kết vào đâu rồi. Đít. Đéo hiểu đấy. Mở cửa. Cửa. Và chắc là tôi vẫn cứ phải gọt hết bọn này bắt đầu tôi mới vào được. Đây nó vẫn còn một thằng nữa. Đây, có thằng ôn này đây. Quỳnh nó vào phá đã. Này đáng ra tôi phải chơi đoàn phi dao. Chết cha mày đi. Nhóm này mẹ toàn mấy em gái cầm dùi cui với lại dao dựa chém nhau. Mấy em gái đội mũ bảo hiểm. Ơi cho đi nhờ cái gái ơi đi. Chết cha mày đi. Kết liễu. Rồi lần này chúng mày làm sao? Gọi đội ra đây. Gọi đội của chúng mày ra đây. Gọi đội của chúng mày ra đây. Lút đi.
Mà tôi chơi là tôi đang chơi ở chế độ khó nhất. Có vẻ chơi chế độ dễ như mấy anh em đâu, cứ chơi chế độ dễ thủ dâm tinh thần. Tôi là tôi chơi chế độ siêu khó, siêu bố đời. Từ từ. Có camera kia nó vẫn đang soi soi mình kìa. Bình tĩnh em ơi. Mày làm sao? Mày bắn ai? Giờ anh hồi thể lực phát đã. Chết cha mày đi. Bắn ai? Bắn ai? Đền mạng chưa? Vãi cứt ạ, nó có Turret ạ. Vẫn còn người ạ, nhưng mà khoan từ từ. Kéo gì vậy? Sao trong phòng này nó sáng chóa thế này? Kéo gì vậy? Ok. Nó sao nó không ra vậy? Chết cha mày đi. Neutralize Zanstaro. Ok, đi. À, mày đỡ gì? Mày đỡ này. Mày chém trượt rồi em ơi. Ui, đau lưng à? Bị đau lưng à? Trẻ thế mà. Mà đã bị đau lưng rồi à? Ui, cái cẳng này. Dã man con nhà bà Lan. Mày nạp đạn thì mày chết rồi chứ còn gì nữa. Nào. Phiu, 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 phiu. Chết mẹ, mình định né đạn của nó nhìn cho cool ngầu mà nó bắn cho mình gần chết ạ. Chưa đủ kỹ năng để hack ở đây rồi. Uầy, cái gì đấy? Này thì thiết bị an ninh súng ống của chúng tôi này. Tù rep của chúng tôi này. Bắn đi, bắn hộ tao cái. Tù rep. Sao tôi phá cái tù rep rồi mà nó vẫn cứ nhạc bố đời ấy nhỉ? Từ đây là hình như là phòng nghiên cứu gì đấy của chúng nó này. Vãi đái, bọn này nó cũng là cái bọn mổ người để lấy đồ, lấy các bộ phận cơ thể để chúng nó buôn. Thế thì thằng kia mẹ chết không hết tội. Đây này, nhìn máu me này. Úi dồi ôi. Bờ reo này. Quần xì, quần xẻo này. Ui, lại còn cái móc gì đấy. Ui, nó bạo ấy quá. Còn những cái thành phần này tôi nghĩ là take down nó hơi nhẹ nhàng. Rồi. Yên nghỉ em nhá, anh trả thù cho em rồi đấy.
Chết mẹ, chúng nó vẫn còn người, chúng nó cho lên đây ạ. Chết, 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 chết. Bất ngờ chưa, surprise motherfucker. Gọi ai, gọi ai. Này còn chống đẩy này. Mày bắn xuyên làm sao cửa em. Cho anh ping phát nha em nhá. Rồi bây giờ em đã bị lồ lộ, can lồ lộ với anh rồi. Đi đâu đấy em ơi? Sao lại đi xuống vậy? Pew! Chết chết chết, đông quá đông quá đông quá. Được. Nếu tôi chơi gan này thì tôi sẽ tạo biệt thự có bướm mặt trời. Anh em vừa phải thôi nhá. Anh em vừa phải thôi nhá. Anh em nhìn kiếm thuật của tôi nào. Càng đánh càng phê anh em ạ. Khi nào mà mình đã nắm được một chút về gameplay rồi ấy. Ui. Yarata. Yarata. Yamita. Chết mẹ mày, một thằng. Hai thằng. Ui, nó bắn trúng tôi rồi. Nó đông quá mà có thằng nó cầm khẩu sọt găn sát thương nó to. Mình không bố láo với nó được. Đây rồi, ping được hai thằng đây rồi. À đây vẫn còn một con đứng đây này. Tôi thấy có một cái bóng mờ của một con đứng kia kìa. Xông lên. Đéo được, đéo được, đéo được, đéo được. Sai lầm rồi, sai sách rồi. Hít cần phát đã. Các anh ơi. Giờ đéo có đường nào đi ra. À đây. Ừ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Mình đi đường vòng. À đây, cái thằng... cái thằng ấy đây anh em ạ. Cái thằng đấy, cái thằng cầm shotgun là cái thằng đấy. Bắn trượt. Từ từ, cái khẩu súng này của tôi có vẻ hơi phèn. Chúng mày tưởng mỗi mình chúng mày có shotgun à? Chúng mày tưởng. Ui, cái này bắn xuyên tường được. Chúng mày tưởng. Đứng đấy chết đi em. Đứng đấy chết đi em. Anh em thấy nào? Anh em thấy thế nào? Chị vẫn chưa chết à? Ra loot đồ thôi. Monster Hunt. Tôi vừa giết bọn cái thằng đấy được gọi là Monster anh em ạ. Đúng là cái bọn kiểu nó bắt người để nó ấy đấy. Neutralize the target. Để tôi thử. I'm standing here. Tôi thử vào xem nào. Có chuyện gì ở trong này vậy? Gì đây? Ui, ui, gì vậy? Ui, bố đời vậy? Tay không đánh với kiếm à?
Đau chưa? Đấm vào kiếm của anh rồi, đau tay chưa em? Critical. Bị liệu rồi đúng không? Trượt. Hình như là mình không được phải đấm nhau à? Đấm nhau tay bo à? Từ từ, để tôi đấm nhau tay bo với nó. Sao? Tưởng nào? Đây, thanh niên này. Wow. Xe đẹp đấy. Xe đẹp đấy. Anh cưỡi con xe chất lừ nhỉ? Tên là xe của hạng ách à? Tôi mua rẻ nó. Then I could scrape together enough for that beast, even used. Nhưng mà hai chúng ta làm sao mà ngồi trên cùng một cái xe này được? Thế này thì thành là dâu ngọ cắm vào ấy ông kia à? Mình đang cái này là hình như nó đòi hỏi là mình phải có kỹ năng tech level 6 thì là mình mới có thể làm được cái hành động này này. 3/6 tức là nó yêu cầu 6 mà mình mới chỉ có 3 thôi thì phải. Chúng ta phải đi gặp bọn Minstorm thôi. Thing is, can't be sure the gang goons are still willing to hand it over. He paid up front? Ủa thế này thì có vẻ tôi cảm giác như tôi đang sai lầm rồi, đáng ra phải đi gặp cái em Meredith kia. Tại vì là gặp thằng này thì hình như là mình sẽ không đi gặp Meredith nữa. Nó có hai cái lựa chọn, một cái là dùng tiền để mua nhưng bây giờ tôi chưa có tiền. Thôi, nó làm nữa. Tôi sẽ gọi cho cái em Militech Asian Meredith Stott. Stout here. Start by telling me how you got this number. No more than your number. Heard you misplaced a convoy. Con kia nó đang hỏi là làm sao mà biết được số của nó. Mình hỏi mình còn biết nhiều hơn cả số của nó cơ. Hãy gặp và giao dịch. Let's meet, cut a deal. A deal. Tưởng em này xinh chứ nhìn vừa già vừa xấu nha. Skyline driving towards the NID. Storm channel under the overpass. Meet you there. That shit can go smoothly. This is Maelstrom. Gang world ain't too complicated. Might's right. Có hai cách, một là dùng tiền, hai là chắc là phải đập nhau rồi. Mình bảo là mọi chuyện với bọn Minstorm kia thì chắc là sẽ không dễ dàng đâu. Let's go see these bastards. All right, let's knock on their door. See if they even open up. Oh. I hate these Borg fuckers. Ơ từ từ. Từ từ em ơi. Đứng đấy, để anh đi gặp em Merit kia trước đã. F5 phát xem có biến thì còn té. Xem mà trong điện thoại vừa rồi thì xấu mà ra đây gặp trực tiếp. Ui. Nhìn thấy cái chân là cũng được được ấy chứ. Ôi. Nhìn trên điện thoại xấu thì nhìn ngoài đời cũng tạm tạm anh em ạ. Đầu gối hơi củ lạc tí. Giờ sao? That'd be me. Ui. Thought you could blackmail me, fucker. Set conditions. Đi. Got any more for me? Get your fucking hands off me. Mình vừa định bắt tay con này, nó bảo là mày tưởng là mày có thể tống tiền được tao à? Shut your trap. That fucking thing ready?
All set. Now answer my questions. Honestly. Forthrightly. Are you here alone? Tao có đồng đội đấy. Mày đang bị súng bắn tỉa ngắm vào giữa sọ đấy, hãy để tao đi. Hắn nói dối. Nó giật điện mình ạ. Uầy, nó có cả drone kìa, nó đi quét để xem quanh đây có ai không. Trời ơi, thằng Jackie đâu rồi? Tôi có thể giúp vấn đề của cô. That the poor fucker right there. It's true, doesn't know him. That said, I've jumped a few convoys in my day. Nó hỏi mình về một thằng nào đấy mà mình không biết. Hình như thằng này đang cắm cái thiết bị để quét nói dối. Mắt thằng này đang đỏ đỏ, nó quét nói dối của mình này. Mình đang offer là con này gặp rắc rối gì đấy, nó tưởng mình tống tiền nó. Bây giờ là mình đang offer là mình sẽ giúp cái vấn đề. Jesus Christ. Shut him up. Unhand me now before I... Anh ơi cho em đi nào. Him you can let go. Thả mình đi rồi. Thỏa thuận được rồi. Hệ thống an ninh của cô là một cái đống hỗn độn. Hãy để tôi giúp. Không hứng thú. Xem là anh muốn thỏa thuận như nào. Cô thì muốn thông tin, còn tôi thì muốn bot là cái gì? Tôi muốn một con robot. Cô thì muốn thông tin, chúng ta có thể trao đổi. You have a plan how to deal with them? Tức là cái tập đoàn của bọn này này bị cái bọn Minstorm kia nó ăn trộm được các cái công nghệ, và con này thì là bên cái bộ phận kiểu như là an ninh hay là gì đấy. Và cái việc thất thoát đấy thì khiến cho cái con này nó gặp vấn đề, và bây giờ mình offer là mình sẽ giải quyết các cái vấn đề đấy và đổi lại mình lấy được cái đồ đấy. Sounds solid enough. I'm in. Cái gì đây? Mình nhặt được một cái mảnh gì đấy chứa dữ liệu đã được mã hóa, và mình sẽ phải giải cái mật mã đấy. You pay with that chip and that's all you gotta worry about. Try to fuck me in any way and I'll be seeing you real soon. Trước khi đi em còn đe mình đừng có mà nhờn với em ấy, không là sẽ gặp lại em ấy sớm thôi. Vậy cứ là bọn này công nghệ của nó trang bị tận răng ạ. Thôi được rồi, bây giờ để tôi quay lại tôi gặp thanh niên bạn mình ở đâu nhỉ? Giờ sao? User Inter Telecom. À đây, nút ấn đây khổ. Cái trò lúc thì nó bắt ấn F, lúc thì nó bắt ấn E, mà lúc thì kiểu phải dùng chuột để click ấy. Dex gửi bọn tao đến đây. Dex sent us. Phòng chính, bọn tao sẽ đợi. Bọn này nó bố đời lắm anh em ạ. Turret, Turret các thứ này. Thôi để cho anh này đi trước đi. Bình tĩnh Vi. Nhớ là chúng ta đang ở nơi của bọn chúng nhá. You got a bot. Model MT0. Bọn mày có cái model MT0D12. Thì sao chúng mày quan tâm việc gì? Bọn tao đến chỉ để nhận hàng thôi. Bọn tao muốn nói trực tiếp với Roy. Không, chúng mày phải nói chuyện với tao. Tao là Đâm Đâm. Nào đi lại đây, ngồi ở ghế kia. Mày nhìn mặt bọn này ghê vãi đái á. Nó gắn một đống mắt lên trên đầu kìa.
you too. I'll stand. Mày cũng ngồi đi, đéo tao cứ đứng cơ. Bố mày bảo ngồi xuống. Make me. Thought you'd never ask. Sit your ass down for a planted bullet in your skull. Jack. Bình tĩnh đi Jack, ngồi xuống. Chính mày bảo với tao là phải bình tĩnh mà sao bây giờ mày húng vậy Jack? Anh em mình vào đây mà giữa căn cứ của chúng nó. Nhịn tí đi. Bọn này nhìn nó ghê quá. Nó làm cho nó cái mặt của nó nhìn như mấy thằng orc ấy. Thôi, bố không chơi cần. Bắn vếp. Mày dù mày nói gì. Thế bảo mình là cái gì princess vậy? Bảo mình là công chúa. Đây hàng đây. Flathead mẫu MT0D12. Bọn Militech nó không đi tìm lại cái này à? Kệ mẹ chúng nó. Bọn nó đã thử nhưng bọn tao đã bỏ đi cái mã và không thể nào kết nối được nữa. Thế cho tao xem hàng nào. À chắc là cái con vừa bay bay đúng không? À đâu, đây là đây là mẫu thử thôi nhưng mà cái này nó có tác dụng gì? Đây hình như là không phải chiến đấu đúng không? Nó có thể leo lên trên tường được. Nghĩ sao á? It have to do cái đéo gì đây? Bọn này nó đông lắm anh em ạ. Súng ống nó đứng đây xong còn thằng kia nó đang đứng nó gườm gườm mình kìa. Giờ sao đây? Nó phải làm cái đéo gì này. Được rồi, ok tao lấy nó. À nó cắm cái kết nối vào trong đầu nó có thể điều khiển con này ạ. Sao vậy? Anh ơi em có làm gì đâu? You fucking deaf. I'm talking to you. Fuck brick then. Let's cut a new deal. Now that's good business sense. Alright, you want the flathead? I better see some eddies. You fucking deaf! Seeing as you already got the eddies, what to offer us? Giảm giá không anh ơi? Em đéo có 10.000 đâu. Muốn giảm giá à? Mày chưa bao giờ nói là ai gửi mày đến đây. Mà mày làm được cho ai? Tao làm việc cho Dexter Deshawn. Dexter Deshawn à? Bố láo này. Kiếm đạo là bá đạo nhất. Không có súng ống gì hết. Chúng mày. Bố mày đã nhân nhượng mà chúng mày muốn tiến tới à? Grab the gear. Button control shot. Quick. Nó đéo lấy được súng này. Đi đường nào? Ơ đít. Ơ lỗi game này. Bay mẹ ra khỏi thế giới rồi anh em ơi. What the fuck?
Giờ ra là hết vào rồi. Đéo hiểu đấy. Chiu. Tạm biệt Jackie. Tôi chết rồi, sao lại quick save ở ngay chỗ này này. Jackie Wells. Rồi anh em. Mày đánh Jackie Will à? Hình như là cái phòng này nó đang bị chết. Chết rồi. Chết rồi bây giờ game tự nhiên ấn nhầm shift tab thì bây giờ nó bị lỗi, nó kẹt luôn ở cái ấy rồi anh em ơi. Kẹt luôn ở cái chế độ thôi được rồi. Hôm nay livestream đây thôi anh em ạ. Đằng nào bây giờ tôi cũng phải đi rồi. Chiều nay nếu mà được thì tôi sẽ livestream tiếp game này, còn tối thì tôi sẽ livestream Rimworn giả phục vụ anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào kẹo, tạm biệt nhá, bye bye, chúc mọi người một bữa trưa ngon miệng. À mà đâu, chiều xứ rồi.